Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm của siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa P-Wave model SP6 bọ cạp. Đây là một trong những model loa có cấu hình khủng nhất hãng và được người Mỹ thiết kế cho thị trường của Anh Quốc cũng như thị trường của Đức. Với cấu hình hai bát súp 40 siêu trầm, trung kèn cũng như chắc kèn trên loa, cặp loa P-Wave model SP6. Sở hữu chiều cao lên tới 1m35, ngang 52 và hậu sâu tới 60cm trên trọng lượng 142kg và công suất dao động từ 1.000 tới tối đa 4.000W trên trở kháng 4 ohm và độ nhạy cao tới 129dB trên cặp loa còn đang mới và đẹp long lanh trước máy quay. Với chất âm chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách lớn, quý vị có thể thấy được trong đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi mà tôi vẫn hay thường test trên kênh. Chất âm của giới sành nghe và sành chơi nhất khi thưởng thức audio, sở hữu đặc trưng của những cặp loa có chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke mà chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư súp và trầm, với uy lực của giải trầm vô địch ở phân khúc 2 bát súp 40, mạnh mẽ hơn rất nhiều những cặp loa như JBL 725-24, 733. Trung kèn và check kèn được thiết kế cực kỳ là đặc trưng cho các không gian lớn, mang lại cho lời hát chuyên nghiệp như ca sĩ. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo cấu hình và chất âm của cặp loa P-Wave SP6 bọ cạp đến từ USA. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất nhiều những thiết bị audio cao cấp mà tôi sẽ liên tục đăng tải cho anh em cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Rằng sự thể hiện chân thực và ngọt ngào đến từng lời hát và từng tiếng nhạc cụ trên cặp loa siêu khủng long nhất hãng, cấu hình hạng sang được thiết kế cho ba quốc gia đi đầu về âm thanh như của Mỹ và của Đức cũng như của Anh cho cặp loa SP6 trước máy quay. Sở hữu chiều cao 1m35, trên cặp loa có trọng lượng nặng tới 142kg khủng long nhất hãng, ngang 52 và hậu sâu tới 60cm. Phân tần của nó là khủng khiếp, to như quyển vở của học sinh. Đây là những cái model có cấu hình gấu nhất hãng và nó có thể so đo với bất kỳ cặp loa nào ở phân khúc 2 bát súp 40 với uy lực mạnh mẽ như sấm bởi công suất từ 1.000 tới tối đa lên tới 4.000W trên cặp loa khủng long này. Quý vị thấy rằng nó còn đẹp xuất sắc.
Độ nhạy 129 dB trên trở kháng 4 ohm, đặc trưng của những cặp loa hàng nòi đến từ Mỹ của hãng loa PVay, mang lại cho giải trầm xuống rất sâu và rất mạnh ở mọi không gian, từ 50 cho tới một vài trăm mét vuông hoặc các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường lớn. Với thiết kế hai quả bát siêu trầm, chúng ta thấy được rằng nó được trang bị hai quả bát 40, gân vải, tẩm dầu, xương đúc và từ lớn tới 22 cm, côn 100. Bốn quả bát súp này chúng ta thấy rằng trên cái thùng cao to, hậu sâu 60, mang lại cho uy lực của giải trầm hoàn toàn mạnh mẽ như một cái vũ trường đích thực trước máy quay. Đây là những dòng loa có chất âm chuyên nghiệp cho nghe nhạc và cho karaoke ở những không gian lớn. Quý vị sẽ thấy được rõ được trải nghiệm khi được hát hò thỏa thích trên cặp loa, mang lại cho lời hát như ca sĩ. Phần bên trên là quả trung kèn với đường kính họng lên tới 52, cao gần 30. Chóp hỏa tiễn phân âm, đó có 5 cánh. Nó được đúc một cái chóp bằng gang theo hình hỏa tiễn, giống như là hình cái tên lửa về phần giữa của họng trung âm. Phân chia cho giải nòi cũng như tiếng nhạc cụ cực kỳ là chi tiết. Đây là những điều mà chúng ta thấy được rằng trên những cặp loa đỉnh nhất mới được thiết kế gấu như trên cặp loa PVay SP6. Phần trên cùng là quả chất kèn vẫn đường kính họng 52 cm và nó cao tới 20. Củ đấy 22 nổi tiếng của hãng PVay. Quý vị có thể thấy được cặp loa đẹp xuất sắc. Chúng ta quan sát từ xa và cho tới cận cảnh cách từng cm trên các tuyến loa cũng như phần thùng vách tổng thể của cặp loa SP6. Nặng tới 142 kg. Phía bên hông của nó cũng còn rất là đẹp. Hai cái tay cầm bằng thép đó và được dập chữ PVay. Quý vị thấy không ạ? Nó làm rất là chắc chắn. Thùng của nó là cực đẹp. Thùng phủ composite siêu bền. Chúng ta quan sát phía sau lưng cho cặp PVay SP6 đến từ Made in USA. Hai rác 6.5 ly cho một cổng in và một cổng out trên cổ trở kháng 4 ohm. Quý vị thấy rằng trở kháng 4 ohm thì bao giờ tiếng trầm của nó xuống rất là sâu. Đó, tem cờ này của nó còn đang trắng tinh này. Quý vị quan sát tem cờ của nó này. Made in USA, phần thông số thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Và đây thì tôi chỉ lưu ý quý vị rằng quý vị chờ trong giây lát tôi sẽ zoom cái máy to này một chút. Đó. Ok vào đây. Đó, quý vị quan sát này. Nó được sản xuất cho thị trường của Anh và Germany, UK và Germany, có nghĩa là của Anh và của Đức. Đó. Được cả người Mỹ sản xuất, Made in USA. Đó, quý vị nhìn các thông số cũng như là các dòng chữ theo biểu đồ của nó rất là đẹp. Quý vị cảm thấy này. Những cặp loa bãi đẹp như thế này thì không dễ tìm đâu ạ. Phía dưới chân của nó được thiết kế hai cái bánh xe. Quý vị có thể thấy trong hai cái bánh xe này khi chúng ta di chuyển thì quý vị sẽ ngửa về phía sau. Và cái tay cầm và logo của PVay phía bên trên một hộp kim này, chúng ta sẽ cầm cái logo này ngửa ra phía sau và sẽ di chuyển loa nó rất là nhẹ nhàng. Hậu của nó sâu hun hút 60 cm, rất là kinh khủng. Quý vị chơi cặp JBL725 mặc dù rằng để nói rằng phân khúc tiền thì nó đắt hơn ạ, đắt hơn khá là nhiều, nhưng mà chất âm thì quý vị đừng sợ, không có cửa so với SP6 đâu. Lực đánh của giải trầm cũng như trung âm hay là check thì không có cửa để so nữa rồi. Đó, check củ đấy 22, củ 16. Trung âm của nó là to khủng luôn. Và họng của nó được thiết kế chóp hỏa tiễn phân âm. Hai bát 40 từ 22 côn 100 cho cặp loa với công suất mạnh mẽ từ 1000 tới 4000W. Như vậy về sơ bộ chúng ta có thể thấy được đẳng cấp của những cặp loa hàng nòi đến từ Mỹ, nhất là những model đặc trưng được thiết kế cho hai thị trường khó tính nhất và audio như thị trường của Anh cũng như thị trường của Đức, với chất âm chuyên nghiệp, vừa nghe đa thể loại nhạc và karaoke mạnh mẽ vô cùng trên cặp loa này. Quý vị sẽ thấy được rằng ở phần khúc tầm giá thì thậm chí tôi đang bán ở ngưỡng còn đang rẻ hơn cặp Bose 601 Series 3. Quý vị ở và chấp 4 cặp Bose lại để so với cặp loa này cho nghe nhạc cũng như cho karaoke. Và có xứng đáng để đầu tư để chơi hay không thì chúng ta đã thấy rõ được câu trả lời. Mời quý vị và anh em chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh. Chỉ với 200k là mình đã có ngay cho em nắp. Tôi đang mở tín hiệu từ TV, quý vị chờ trong giây lát và chúng ta sẽ thấy ngay được đẳng cấp và sự thể hiện của dòng loa cao cấp đến từ Mỹ. Đây tôi lưu ý với quý vị rằng nó là những model khủng nhất hãng, rất ít có đối thủ để so đọ.
đưa vợ.